đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Về không gia trưởng, không có tính keo kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ em mát luôn này. Hả? Mát luôn, mát luôn. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Thôi bây giờ mình giới thiệu lớn lên nha. Mời em trai. Lần đầu tiên cho em xin được chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Nguyễn Tuân. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ em đang kinh doanh tự do. Nhưng mà Tuân quê ở đâu? Dạ em quê miền Bắc Nam Định anh. Rồi mời bạn nữ nè. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường ạ. Em tên là Huỳnh Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang ạ. Hiện đang làm việc tại Thủ Đức. Mình làm công việc gì ạ? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Tuân là gì? Thì được cái hòa đồng ạ, đỡ mọi người. Em thì hơi nhút nhát tại vì khi gặp người phụ nữ mà đúng ý của mình thì không dám nói gì. Cái tật xấu gì không? Nhiều khi cũng hay nói nhiều. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết làm hết việc nhà, biết chăm sóc giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em ít nói và nhát, không tự tin trước mọi người. Với một điều rất là đặc biệt nữa là không biết là bạn nam bên đó nghe xong không biết là có sợ không ạ. Em có cái tật là rất là giận rất là lâu ạ. Giận lâu á, giận dai á hả? Đang biết chỗ nào cũng không bỏ qua luôn hả? Dạ đúng ạ. Ví dụ như vậy, cụ thể thì chuyện gì giận dai, dai là dai thế nào? Dạ em có giận một cái bạn kia tới 5-6 tháng gì đó. Bạn nó thiêu năng để miết xong rồi em cảm thấy là hẻ dạ em thề lỗi cho bạn đó ạ. Năng nỉ 5-6 tháng mới được luôn á. Dạ. Mà làm gì giận dữ vậy trời. Thường thì cái mình... chuyện gì sẽ làm cho bạn giận lâu tới mức như vậy? Bạn đó với em thì chơi chung với nhau, làm chung công ty. Mà lúc đó thì em không có si vợ thì em nhờ bạn đó chở. Thì bạn đó không có chở, nó là trái đường không có chở. Xong người khác á, người khác con trai á, thì khi bạn đó chở thì bạn đó đồng ý. Nên là em không nói chuyện nữa và không chơi nữa. Tự ái ha. Hơi tự ái. Nghe sợ không bạn trai? Dạ chắc em không sợ, tại vì sợ. Em như tầm tuổi này thì cảm giác cũng gọi là cũng có đôi lần thì cũng đã gặp gỡ và va chạm những giống như kiểu mình cứ tưởng tượng như kiểu trong công việc sẽ phải có thời gian và sẽ phải có chờ đợi. Rồi vậy là hay, coi như chịu đựng tốt á. Dạ. Rồi em trai đường tình duyên thế nào hả Tuân? Hồi còn ở ngoài quê thì có yêu một người. Lý do tại vì khi mà gặp gỡ rồi với qua công ăn việc làm nó không phù hợp anh. Tức là qua cái thời gian với lại công ăn việc làm, khi mà mình đi qua đi lại rồi thời gian nó không cảm thấy nó không phù hợp thì em xin rút luôn. Có mối tình đó thôi. Có về sau đây nữa thì có vào trong Sài Gòn thì giống như kiểu là mình cũng thích nhưng mà mình không dám thổ lộ, như kiểu là yêu đơn phương. Một mối tình 2 năm và mối tình đơn phương. Dạ, cộng thêm thời gian mình cứ lo tập trung vào công việc để mình làm ăn thì mình cứ muốn phát triển sự nghiệp nên thành ra là mình cũng không có nghĩ đến cái tuổi bây giờ mà mình cũng đã lớn rồi. Đến bây giờ quay lại thì thấy cảm thấy là cái tuổi nó rất là lớn và mình muốn xây dựng gia đình. Rồi, dạ. Mời nhà gái. Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là lúc đó khoảng tầm 20 tuổi ạ. Là do cũng hiểu lầm, hai người hiểu lầm nên là thì sau đó em đi làm việc xa, em vô thành phố em làm thì cũng không ai giải thích luôn nên là chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen khoảng 2 năm ạ. Rồi người đó có người khác. Ông Mai quá, giờ ngó gì nhà tôi vậy? Tại nghe giọng nói dễ thương quá. Đang rung. Dạ không, em đang rung ạ. Rung đúng không? Dạ. Nghe nhà rung gái nói giọng dễ thương thành ra là qua nhìn nó mà xinh gái, bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, người đó thì cao phải 1m65 trở lên, nặng tầm 65-70 gì đó, tại em cũng hơi mập á. Xong rồi có công việc ổn định, biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng, không có tính keo kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ, em mát luôn này. Hả? Mát luôn, mát luôn. Rồi. Tự tin quá ha? Tự tin. Chào bạn. Dạ chào chị. Bên kia yêu cầu là cao 1m65. Có luôn, hơn luôn. Em hơn mình khiêm tốn tí anh, mình vừa đủ luôn.
Vừa đủ 1m65 mấy rồi. Tôi đo rồi 62. Ta ngồi mà đo. Bây giờ em muốn bạn gái sao, em nói cho bà mối nghe coi giống bên kia không? Em thì thích một bạn gái nhìn dễ chìn, về tương lai thì sống về cho gia đình, biết nội ngoại đôi bên. Hai người nếu mà hợp nhau thì mình sẽ về có một cái góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người thân, người em của em họ là em Tuyền. Rồi em họ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là người thân của anh Tuân. Anh của em khá là nhút nhát nhưng mà được cái rất là chân thành. Về công việc á, thì em nghĩ là hai anh chị khá là hợp nhau á. Tại công việc của anh là kinh doanh, còn chị là làm văn phòng thì có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Và một cái này em thấy có điểm chung giữa hai người là hai người đều biết nấu ăn. Anh Tuân cũng ăn rất là ngon và em thấy chị cũng biết nấu ăn và nội trợ thì em nghĩ là sẽ bổ sung cho nhau. Hai anh chị cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Cảm ơn bạn. Cảm ơn gái. Mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây có một mình á. Có Ngọc Lan ở đây, Ngọc Lan sẽ hỗ trợ cho bạn. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuân. Có bó hoa tặng em, chúc em trẻ đẹp mà anh. Bó hoa. Em cũng có, hôm nay em tới chương trình cũng có món quà để tặng. Thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á, nên em cũng có món quà tặng anh. Và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây. Rồi anh cảm ơn em này. Dẫu trời, dẫu ngoài trời đang đổ nắng, anh có say nắng, em không. Tin em còn thiếu vắng anh. Tim em còn thiếu vắng anh. Câu này chắc trên mạng hay gì đó hay không là... em tự nghĩ ra á. Tự nghĩ ra luôn dạ, hả? Dạ em chuẩn bị món quà thứ 6 từ trước à. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi món quà ý nghĩa, cô gái rất là chỉnh chu ha. Giao lưu về ca hát chút cho nó thoải mái đi. Em trai hát bài gì đó tặng em gái, hai người đối diện mặt với nhau đi. Chưa dám hôn nhau, chưa lời thổ lộ, mà sao hơi thở như là của nhau. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng giờ là của nhau. Anh nha. Anh thấy em sao? Em hỏi anh là anh thấy em sao? Có phải là mỗi người anh đang tìm kiếm không ạ? Nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên, anh nhìn em thì rất là ok. Anh bây giờ anh cũng run, nó không biết nói gì. Nhưng mà quan điểm em nhìn như anh thì em đánh giá anh như thế nào? Em thấy anh được ạ. Nói chung thì anh thì là một người nói chung cũng sống nội tâm lắm. Nhiều khi thì nếu mà sống về có thời gian để anh em mình tìm hiểu sâu á thì anh sẽ sống nội tâm nhiều hơn. Còn như kiểu như bây giờ thời gian anh em mình mới biết nhau thì nói chuyện rồi này kia chắc em cũng chưa hiểu hết được cái tính cách và cái mình sống nó như thế nào á. Ví dụ như anh em mình mà đến được với nhau thì em xác định anh em mình cưới luôn hay là như thế nào? Nếu mà đến được với nhau thì cưới luôn ạ. À, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, em cũng không phải là còn nhỏ và phải tìm hiểu hoặc là như mấy bạn trẻ giờ phải yêu đương 2-3 năm rồi mới cưới ạ. Rồi, con của anh thì anh thích là một mẫu người chung thủy, đảm đang, chăm lo cho gia đình. Mong muốn của anh thì em vẫn đáp ứng được ạ. À, em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm vậy mà. Rồi hẹn hò sao đó? Như anh thì công việc anh tự do thì anh sắp xếp thời gian, anh gặp lúc nào thì cũng ok, không vấn đề. Chắc nếu mà được thì mình sẽ hẹn nhau vào cuối tuần này đi. Trời ơi, ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày chứ sao gặp nhau cuối tuần. Giờ gấp lắm. Bên đây người ta đâu, người ta là làm gì gấp như vậy? Mà... trẻ măng luôn. Tức là nhưng mà cái tuổi của người ta là cũng tuổi không còn trẻ. Không, người ta nói là nhất cự ly nhì tốc độ, phải lẹ làng lên, gặp nhau mỗi ngày. Hẹn lần đầu là thì tôi chuẩn bị cho nó kỹ. Đúng rồi. Quà cáp rồi hẹn chỗ nào, tôi tính toán, tôi lên kế hoạch cho bất ngờ lãng mạn. Phải có tuần thời gian chứ, hối quá nó cũng không được đâu. Không, ý mình là để đến cuối tuần để mình sắp xếp, đúng rồi, như anh Quyền Linh nói là đúng sắp rồi, xếp công việc cho nó ổn định cái đã. Đủ thứ chứ bộ. Tôi chuẩn bị sẽ tặng quà cho nó ý nghĩa.
Làm gì làm phải nhanh gọn lẹ. Em gái rất là xinh đẹp, em đừng có tự ti gì hết. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có trễ gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Cô này buông ra nhiều người theo lắm á. Theo nói dài dài luôn á. Thì dĩ nhiên rồi. Cho nên là phải lẹ lẹ. Như cự ly gì tốc độ chứ, người ta nhiều người đeo đuổi lắm. Một tuần mới gặp lần là 6 ngày, còn lại trong tuần là người khác gặp đó. Mai vậy em mướn nhà gần chỗ luôn, ở đó luôn. Sao vậy? Em phải xoay lại cái thời gian thì tối mai em hẹn gặp luôn. Đó. Vậy đi. Được chưa bà Bói? Được. Rồi. Thật ra khi gặp cô gái này em có cảm nhận gì không? Em có rung. Có rung. Rung rất nhiều. Rung rất nhiều luôn. Rung động nha, chứ không phải là rung cầm cập nha. Rung vậy là mệt lắm nè. Ở thiệt. Rồi, có rung động trái tim không? Dạ, có anh. Em thấy dạ. Em có thấy chàng trai em có thấy hợp với những suy nghĩ, những cái tưởng tượng của mình về người yêu lý tưởng không? Dạ có. Cô gái chưa có biết yêu lần nào hết trơn á. Làm nắm hai tay ha. Tỏ tình gì đó đâu, em gái đứng lên. Mà mai là mối nó phải tới luôn rồi nắm. Nói vậy không mà kêu dùng tóc bất đạt. Cầm tay đúng không anh? Tay này, cầm hai... tay xem nó có ấm không em? Đúng rồi đó. Yeah. Nắm chặt nha, nắm chặt nhìn 30 giây. Nhìn sâu thẳm vô trong mắt. 30 giây không liếc ở đâu hết. 30 giây bắt đầu. Nhìn đi, cô thấy gì trong mắt không? Em thấy tóe lửa tình rồi. Thấy tóe lửa tình rồi. À dạ. Yeah. Nói gì đó. Thì trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước. Dễ thương. Hình chắc như... chỉ có vậy thôi, văn em cũng chỉ có vậy thôi. Ừ vậy là hay rồi. Nhưng mà hình như gương mặt của cô gái bất biến luôn á. Không. Em vẫn như vậy. Em sao, em thấy sao em gái? Không thì cũng em... đúng những cái lời của em suy nghĩ nào mà bạn đã nói rồi ạ. À. Em nói lại luôn đi. Thôi em đi đang run mà. Không, nhà trai muốn nhà gái nói mà. Em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã giúp đỡ cho em và bạn nam cũng như là người đó mà em cũng tìm kiếm bao lâu. Hay là chắc là thời điểm đã tới à, quan trọng người đúng người à. Quan trọng là đúng người đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian. Rồi. Quyết liệt. Chúc mừng em. Vâng, là quyết liệt. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ nắm tay nhau. Ừ, ta ôm luôn rồi. Đó. Bạn gái tình yêu còn non trẻ lắm. Ôm chặt vô thử coi. Không lẽ giờ ôm cũng dại. Ôm chưa để nguyên. Tôi chụp tấm hình coi. Được quá. Rồi, ok. Đây là quà của em. Nhớ đưa bạn gái đi tâm sự nha, Tuân nha. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò, chúc họ sẽ sớm về chung một nhà. Bây giờ thì chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Chị nghe coi. Em không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không dám gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Đó. Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Ở nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. À, trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, rồi MC em. Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ, em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi, nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. À,
Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, về vẽ, cũng biết chơi thể thao. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì mang hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ, là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc thì có thể là hút ít hơn thôi, chứ tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em thì là em cảm nhận riêng của mình thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Và khi gặp một cái vấn đề đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á, thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Sao hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mà gắt. Dạy mầm non đâu. Dạ. Có gắt gỏng được. Dạ. Không, không gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt rửa hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Bây giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước, đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ, là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì biểu lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với anh họ. Dạ, em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Yeah. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Yeah. Phải học tính ông anh nói được. Đi cô gái phải học được. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới công chuyện luôn. Thằng bạn trước.
Em cũng có mình tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á, thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quỳnh Linh có nói á, là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á, thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em xin phép được quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. À, món quà nhà kỷ niệm hai người gặp nhau như có một cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên, dân thể thao mà, đứng lên, không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên đây. Nào, cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Một, coi chừng cái mặt nha, thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trinh. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được, cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. À, bây giờ mới hai bạn gặp nhau quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? À, cảm nhận đầu tiên của em á, thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất. Và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á, thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng không có, cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á, là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Dạ. Tiếp xúc 3D, cái chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Bà em cũng men lắm à. Chứ không. Lúc ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á, thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Kế hoạch anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á, thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Dạ. Với chỗ ngủ nè. Chứ... Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản, chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Dạ. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À, được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ, cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Nhưng anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh tế. Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới. Muốn thì đứng dậy. Hai bạn đứng dậy. Chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương. Mới là mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình. Nhưng mà mình cũng thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Và em cũng
thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhẹ nhàng tình cảm với em một xíu, và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Hát liền, hát bài liền, mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Dạ, có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. À, anh quên. Hay à? Bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác rồi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Dạ. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi, rồi chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức, mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây, nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu ở thành đôi thì có cháu để chăm sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Cháu sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đâu quá, cũng à? Quên mất rồi. Trình. Anh Trình. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên thằng trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hết nhiêu tiền? Không có hết mà, dù như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời, tội nghiệp không? Trời, tội nghiệp vậy trời. Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi hay nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, ta đem tới mấy triệu lận. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuối cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Xin phép được mời nhà gái ạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn Nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Kết Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây khi nào? Lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tài, hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, em làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phia. Hồi phia luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha.
5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt khoát để em phải làm cho được thành công. Còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông, tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại, lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, giống như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó, thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Tức là mình chỉ bực ở trong lòng chứ không phải là mình nóng tính rồi mình la người này la người nọ. Đúng vậy. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Rồi mời Tài, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập, môi trường này em cũng sống được. Sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia nên em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được 1 năm vậy đó, mà chia tay này một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời, tội nghiệp không? Trời, tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được 1 năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp đúng tới rồi. Của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ á, là em không thích. Bên đây hiền không? Lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc còn luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản, bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia nè, trung thủy với nhau. Vậy thôi đó hả? Dạ em rung quá. Giờ rung dữ không? Dạ rung. Đi từ chào lúc chị, dạ chào nhà trai. Dạ. Sao rung? Như hồi đó giờ không có ngồi tới nó đông gì, ngồi trúng đông thì em ngại em rung. Không rung thiệt. Rung thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái mền á. Như Facebook mà hay đăng nói này nói kia, nó không có đúng sự thật á. Có, bên đây không có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn. Trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Không có, tôi là không có sống ảo, là tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ. Ví dụ như iPhone thì em có, nhưng mà ai đó thì em chưa. Chỉ có vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong. Bên đây không có sống ảo không? Dạ không luôn. Không có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp, cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Dễ thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. Mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu à, khỏe. Người ta đi, ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu không? Có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng? Cách đây tới 6 tháng anh chị. Khi ở sớm em nó cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu, một người không có rượu á. Nói này nói kia, cái ông không có rượu, ông nóng vô ông quánh ông kia, thấy gì thấy nghiệp.
ông xỉn bụng nhỏ con quá, vô ông can. Can xong thục thục chỏ quánh ông kêu né trúng mặt em để gãy nửa cái răng nè. Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên, không có ai mùa này dịch giả mai lên đâu. Thôi mình làm mai luôn, mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai để đâu hỏi. À đúng rồi, đâu có ai đi đi chung mà quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi, hít thở sâu vô. Bớt cung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt cung. Đó, bằng ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con coi cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó. Mua nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Ở cái chương trình tội nghiệp, chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao là anh chọn món đà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên. Giống như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. À. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không, đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là ta đang cần những người thật tình thế này nè. Dạ. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt lại như chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi. Mà ở dưới Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có tương đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em không có cho em đi làm xa. Cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có cái vấn đề làm dâu không? Nói chung cho mẹ anh cũng dễ, nhưng mà anh nói dù hai đứa có quen nhau thì sau này ở đâu cũng được. Ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó. Có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn. Chưa gì giao con lắm. Cái cha mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được Tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. À. Dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết. Thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại. Tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom bốn. Mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là gặp gia đình thì lập gia đình. Chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định giờ nào mới... Em thì tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên mà cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công người ta anh. Nhưng mà em cũng gắn dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu giao nghệ chút coi nào. Thoải mái vô. Em hát đại đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời ra cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mất ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à. Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói đi. Thích rồi. Thích rồi đó. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên.
Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Nãy giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên nè. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có ba ngón vậy hả? Nè, vậy nè. Đó. Thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ rung, tại vì em sợ có không bấm thì em rung, giờ hết rung rồi. Hay lắm. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn. Rồi. Về Cần Thơ nha Tài. Dạ. Đúng quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Này, đi ngồi, này, đi đi, quay. Rồi. Làm như vậy á. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời, dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc, năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ, ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống bia gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26, 27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai người ta. Dễ thương quá. Dễ thương. Hết quạo luôn. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. À để hỏi mình. Mình thích xem phim, mình thích câu chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc truyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó tôi chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quan Ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi.
không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Rồi một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình vậy thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Em đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện, nghiện là cứ xó nhảy ôm chuyện đi đâu lòng đi đâu đọc vậy nè, này mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm, cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người à. Khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu em mới hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại. Bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi đó chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà. Đúng không trai? Dạ, em không thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhạt và nhạt phèo à. À ăn... Nói hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Cái sau này khi em mà ra trường xong á, thì em muốn cho bản thân em 2 năm. Để em biết coi em thích công việc nào. Thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái con bé nó rung. Rung hả? Dạ. Hồi đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi vậy em... Thôi đừng thử. Không á. Bây giờ hỏi nè. Em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thì... Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi, bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý thôi. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Đường tình duyên sao nói cho bà Mai bà nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài. Thì xa mặt cắt lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa, xa là một lần nữa xa còn đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi, nên muốn nên lên đây thôi. Rồi, bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1.5m đến 1.65m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết nấu ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng. Bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám nối hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu mà lại biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ạ. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á, mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Kệ, chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi.
Rồi thôi chuyện đó chút đến. Bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi TV hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m75. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt, nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che nhạt hoài rồi, chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi chứ thật sự. Ý là cách nói chuyện luôn. Phong cách đó. À, phong cách á. Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thà thẳng á. Tính mình là yếu tố hài hước này kia đó. Hài hước à? Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhạt lắm, lâu lâu là nó nói chuyện sọt ra vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạt. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai chúc đi với ai? Em đi với anh dạy ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Yeah. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Yeah. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Yeah. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết, gặp nhau nó có sẽ có vấn đề nha. Rồi mở rào, nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là mật ong nhân sâm tây quận nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Thì giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh, là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái gì? Bạn này bạn chơi cái gì á? Mình hỏi. Ấy là đi. Người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi. Còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Bên này á rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất nó kiểu kiểu vậy á. Thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không sau giờ làm. Em cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Rồi đó, thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mình đi làm về mình làm gì? Đó, ngủ chơi, làm về mệt mới ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm gì? Soạn bài, soạn bài. Tự xử.
Ok. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự mặc dù là... từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi, cũng biết đường về. Mình nói thiệt là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây, mình đi trên chương trình á, mình cũng đặt đường, mình đâu biết đường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này, nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học sinh vật kỹ thuật thì ít khi vô đây á, giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà sướng không. Điều này giống mình cũng không thích đi một mình lắm, nhưng mà lâu lâu mình trả gió mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về quê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á, thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về thôi mà. Nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Sao ta? Có gì cả không? Khó tưởng. Nè, để chị hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái á, đúng nghĩa là đoan trang, thùy mị, nết na, đoan chính, từ hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì về thế giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc. Chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết cách để khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm nhiều lắm em. Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử, nhưng mà giả sử như là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì nhắc em cũng lo, lo được là... mà thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn, chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn, là em dạy mỗi chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi. Là sếp đuổi gì đó. Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ em ở Hóc Môn, mà ngay cái khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Tính, không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á. Em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ vũ thử là mở nhạc rumba cho đó. Hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Chị thua rồi chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia tệ để lên đây. Rồi, khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi, này, đi quay. Rồi, quay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chơi như MC đâu. Mấy bạn. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là chút luôn. Có chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không,
hồi bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ nắm tay được rồi đó. Nó từ tay đang vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình với bạn cũng chưa có kinh nghiệm gì tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Mà cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây, để em làm cho. Vâng. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia, và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em Nam làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi, điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở với lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À, chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À, dạ rồi. Vâng. Mời nhà gái. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người, cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới là nhược điểm của em. Nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, dạ. Biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá, nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình nên em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê, thì bạn đó không đồng ý yêu xa. Khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa?
Dạ, con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4 rồi. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học. Mới lại môi trường nó tốt. Thì em cho cháu trai nó về học. Học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Ừ. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở với một mình với mẹ em. Tình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu. Rồi tốt. Tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi, em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Vẫn rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Không có mập. Em chào Quyền Linh, em xinh đẹp ạ. Dạ, chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Ừ, được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định tôi mới nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Anh em đúng rồi. Keo. Đây để em làm cho. Vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè bây giờ anh cào cào xuống đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Bây giờ nói em nghe nè. Thật ra hói á, là rất là thông minh. Hói á, là thương vợ, thương con. Dạ. Hói á, là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai, không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ, em chỉ em không có quan trọng ngoại hình, chỉ cần bạn đó biết quan tâm chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi, được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy, thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư, Nam Thư hả? Dạ, hả? Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. Như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? Em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Em nghĩ cái khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng món quà tặng anh ạ. Anh xin, cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đây lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong tí anh bảo anh hiền. Dạ.
anh đã từng đổ vỡ một lần rồi, là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy, anh suy nghĩ kỹ. À, anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. À, anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ. À, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều, nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. À, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, à, em thì rất là thích nấu ăn, nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. À, anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Thôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành, nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan điểm của em là em có về làm dâu được không, hay là em là như thế nào? Dạ, yeah. Quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình, nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá, có hơi gì không? Dạ, yeah, cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý, đâu có gì đâu, đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô ấy biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều, với nhau một phải lần chia thì sẻ được. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình phải tiếp xúc về da thịt với nhau một cái cảm xúc và tao nói là thì được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tao nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay em rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái duyên. Bản thân anh đây cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy, mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy, mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm này anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn luôn ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin lỗi. Hát hay quá à. Thôi em hay gái đi, em gái. Thôi em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Kệ, chơi đi em, không sao. Dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát, là bài Tóc Hát.
Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tập thể. Dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lăn thắm qua đây, dịu dàng tóc mày. Em quên lời là em xin hết. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Mày, tôi nói cậu biết nha. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ, em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi, bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị.